ghế massage cao cấp Daikyosan. Báo hiếu là không chờ đợi. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ Bảy ngày 18 tháng 6. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Giao chăn gấm 11kg cho kiểm lâm. Vụ chặt chém đĩa mì 200.000 đồng ở Nha Trang, củng cố hồ sơ để xử phạt. Đá tuôn xuống đường chắn biết quốc lộ 32. Đi ô tô 7 chỗ trộm chó ở Bình Dương. Dông lốc giật mạnh, nhiều cây xanh ở Đồng Xoài gãy đổ. Xe hổ vồ chở đầy cát làm sập cầu thép tải trọng 20 tấn. Sau đây là thông tin chi tiết về các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 18 tháng 6. Liên quan đến vụ chặt chém đĩa mì 200.000 đồng, hôm nay ông Nguyễn Sĩ Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cho biết đã chỉ đạo phòng y tế tổ chức đội liên ngành kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý đối với nhà hàng hải sản Ngọc Phú. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cho biết, qua kiểm tra, ban đầu xác định nhà hàng vi phạm hai lỗi gồm không có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm và niêm yết giá không rõ ràng. Đơn vị chức năng đã mời chủ nhà hàng lên làm việc và lập biên bản sơ bộ ban đầu, sau đó sẽ củng cố hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân thành phố ra quyết định xử phạt. Trước đó, tài khoản có tên Lưu Phương Linh đăng tải lên mạng xã hội nội dung tố nhà hàng hải sản Ngọc Phú chặt chém khi tính 3 phần mì xào bò với giá 600.000 đồng. Trong khi đó, ông Ngọc Thành, chủ nhà hàng Ngọc Phú khẳng định quán có niêm yết giá. Trước đây, nhà hàng bán một phần mì như khách phản ánh giá 150.000 đến 160.000 đồng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giá xăng, ga tăng cao buộc nhà hàng phải tăng giá bán thức ăn. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông không có ở nhà hàng, chỉ có quản lý và nhân viên của nhà hàng. Ngày 18 tháng 6, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận một con trăn gấm do một người dân ở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh tự nguyện giao. Đây là trăn cái, nặng khoảng 11kg, chiều dài ước tính khoảng 3m. Trăn gấm thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Con trăn được cho vào túi lưới, sau đó được đưa về trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi cứu hộ, chăm sóc sức khỏe trước khi thả về tự nhiên. Ngày 18 tháng 6, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước khắc phục nhiều cây xanh ngã đổ do cơn mưa lớn kèm theo dông lốc. Trước đó, tối ngày 17 tháng 6, ở thành phố Đồng Xoài bất ngờ xuất hiện cơn mưa lớn kéo theo dông lốc giật mạnh khiến nhiều cây xanh bị gãy đổ. Sự cố cũng gây mất điện trên diện rộng. Theo ghi nhận, các tuyến đường có cây xanh gãy đổ đã được thu dọn thông thoáng. Trước khi bước vào mùa mưa dông, cơ quan chức năng đã khảo sát, cắt tỉa, mé nhánh đối với các tuyến đường, khu công cộng có cây xanh kích thước lớn nhằm hạn chế sự cố gây nguy hiểm. Ghi nhận giá mít Thái tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã giảm mạnh, chỉ còn 2.000 đến 3.000 đồng 1kg nhưng vẫn khó tìm được người mua. Một số nông dân cho biết mít chín đầy vườn nhưng thương lái không đến mua nên chỉ hái đem cho người thân, bạn bè. Trồng mít Thái xuất phát từ các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre nhằm thay thế những cây trồng trước đây bị nhiễm mặn như sầu riêng, chôm chôm, vú sữa, sau đó lan rộng ra các tỉnh thượng nguồn sông Tiền, sông Hậu như Đồng Tháp, An Giang. Thống kê sơ bộ, Tiền Giang là một trong những địa phương có diện tích trồng mít lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long với hơn 15.000 hectare, sản lượng khoảng 270.300 tấn một năm. Đồng Tháp có 8.500 hectare mít, An Giang có trên 2.000 hectare mít. Do mưa lớn, hàng ngàn khối đất đá đã đổ xuống quốc lộ 32. Đến sáng ngày 18 tháng 6, các cơ quan chức năng huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vẫn tiếp tục khắc phục sự cố sạt lở nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ này. Theo ghi nhận, do mưa lớn kéo dài tại vị trí km 289 200 quốc lộ 32 qua địa bàn xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, đoạn chạy từ ngã ba Kim về trung tâm huyện Mù Cang Chải đã bị sạt ta luy dương. Hàng ngàn khối đất đá đổ xuống lòng đường gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các lực lượng huy động máy móc, nhân lực tham gia san gạt để thông tuyến, đảm bảo an toàn giao thông. Công tác khắc phục được các lực lượng chức năng tích cực triển khai. Ngày 18 tháng 6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ tai nạn xảy ra tại một hồ câu ở xã Quang Kim, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Nguyên nhân ban đầu được ghi nhận là do phóng điện khiến một người câu cá bị thương. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 16 tháng 6, lúc này một số người đang câu cá. Khi một người đàn ông mặc áo đen nhấc cần câu hướng về phía đỉnh đầu, một luồng lửa điện xoẹt lên sáng rực. Người đàn ông áo đen ngã gục xuống đất. Ngày 18 tháng 6, Điện lực Lào Cai cho biết, ngay sau khi biết được thông tin qua mạng xã hội, Điện lực huyện Bát Sát phối hợp với chính quyền địa phương khu vực xảy ra vụ việc, xác minh vụ việc.
Theo thông tin ban đầu, trong quá trình câu cá, do sơ ý, anh C để ngọn cần câu chạm vào pha bìa, tức pha C, dây dẫn tại cột, vi phạm khoảng cách an toàn, bị điện phóng gây tai nạn. Nạn nhân hiện không nguy hiểm về tính mạng, được điều trị các vết bỏng do bị điện phóng. Một đoạn clip ghi lại hình ảnh một con đười ươi ở Thảo Cầm Viên, Sài Gòn hút thuốc khá chuyên nghiệp được lan truyền trên mạng khiến nhiều người sốc. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng ngày 18 tháng 6, nhân viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết điếu thuốc có thể do khách tham quan ném xuống. Du khách hay ném nhiều đồ vật xuống dưới chuồng nên chúng hay cầm lên và bắt chước mọi người. Nhân viên này nói thêm, vì lượng khách đông nên nhiều bảo vệ, nhân viên không thể kiểm soát hết các chuồng trại thú. Ngay khi nhận được tin báo từ phóng viên, nhân viên đã đi kiểm tra ngay chuồng đười ươi và chuồng của các loài thú khác. Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, tình trạng du khách ném đồ vào chuồng thú để chọc động vật diễn ra rất phổ biến. Trộm chó tiếp tục gây bức xúc. Vụ việc được ghi nhận xảy ra rạng sáng ngày 12 tháng 6 trên đường Liên Huyện, khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chị Đỗ Thị Vân, ngụ khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình cho biết, thời gian qua, khu vực này thường xuyên xảy ra mất trộm chó nên người dân khu phố đã lắp camera. Đến sáng ngày 12 tháng 6, người hàng xóm của chị Vân báo bị mất trộm chó nên chị đã xem lại camera, phát hiện ra thủ phạm là nhóm đối tượng đi ô tô. Mặc dù đường hẻm nhỏ, nhưng đối tượng vẫn chạy chiếc ô tô 7 chỗ vào, phát hiện con chó đang đứng trước nhà. Một tên ngồi trên ô tô dùng súng bắn chết con chó rồi nhặt xác bỏ lên xe chạy đi. Trước đó khoảng 2 tiếng đồng hồ, cũng là một chiếc ô tô 7 chỗ có đặc điểm giống với phương tiện này trộm thành công một con chó tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bản tin 30 giây nóng tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý khác trên một số lĩnh vực. Chiều ngày 18 tháng 6, đội tuần tra cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thuộc phòng 8 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ xe container leo lên giải phân cách, thùng xe rơi xuống đường trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, chiếc xe container mang biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây. Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, bất ngờ xe container bị mất lái, va vào và leo lên giải phân cách, thùng xe container rơi xuống đường cao tốc. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc xe container và giải phân cách bị hư hỏng, vụ tai nạn khiến xe cộ bị ùn ứ nhiều km. Nhận tin báo, đội tuần tra cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, phòng 8 đã đến hiện trường phân luồng điều tiết giao thông và xử lý vụ tai nạn. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn cơ bản đã được giải quyết. Ngày 18 tháng 6, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Bình cho biết đang lập hồ sơ xử lý một tài xế dương tính với ma túy khi đang điều khiển xe chở 40 hành khách trên tuyến quốc lộ 1. Vụ việc được phát hiện trưa ngày 17 tháng 6 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới. Thời điểm trên, lực lượng cảnh sát giao thông đón dừng và kiểm tra xe ô tô khách loại 45 chỗ do tài xế tên H, 47 tuổi, điều khiển theo hướng Nam Bắc. Trên xe có chở 40 hành khách. Kiểm tra bằng test nhanh tại chỗ, phát hiện tài xế xe này dương tính với ma túy. Trước mắt, tài xế này đã bị lập biên bản và tạm giữ giấy phép lái xe 23 tháng. Chuyển sang những tin tức thế giới, đáng chú ý với thông tin một tòa án ở Mexico City ra phán quyết yêu cầu Google bồi thường 245 triệu USD cho một luật sư người Mexico. Google bị kiện vì cho phép phổ biến một trang blog cáo buộc ông rửa tiền, trong khi ông này khẳng định đây là sự việc sai sự thật. Phía Google xác nhận về khoản tiền phạt 5 tỷ peso, tương đương 245 triệu đô la Mỹ và cho biết họ sẽ kháng cáo phán quyết. Tuy nhiên, Google cũng nhận định phán quyết được đưa ra một cách tùy tiện, quá đáng và không dựa trên bất kỳ cơ sở nào. Google sẽ tự bảo vệ mình đến cùng. Nguyên đơn là ông Ulrich Richter Morales, một luật sư người Mexico. Ông cáo buộc Google đã cho phép phổ biến một trang blog cáo buộc mình tội rửa tiền, lợi dụng tín nhiệm và giả mạo tài liệu. Ông Richter Morales cho biết, ông đã yêu cầu Google gỡ bỏ trang blog ẩn danh bôi nhọ mình vào năm 2015. Sau đó, ông đệ đơn kiện và đã thắng tại một tòa án cấp thấp hơn. Với quyết định kháng cáo của Google, cuộc chiến pháp lý này có thể được chuyển đến tòa án tối cao. Tại Philippines, một cây cầu thép bị sập sau khi một chiếc xe tải chở quá tải trọng, vượt quá giới hạn cho phép. Hình ảnh cho thấy cầu Borja bị bẻ cong, xoắn lại từ sức nặng của chiếc xe hổ vồ
chở đầy cát vào sáng ngày 16 tháng 6 tại Bột Hồ. Chiếc xe hổ vồ hơn 20 tấn vượt quá sức chịu tải của cầu. Cảnh sát cho biết không có ai bị thương, còn tài xế đã leo ra ngoài an toàn. Còn hình ảnh ghi nhận tại Indonesia cho thấy một số ngôi nhà bị sạt lở, đổ ập xuống biển. Thống kê cho thấy có ít nhất 15 ngôi nhà đã đổ xuống biển hôm ngày 15 tháng 6 sau khi sạt lở bờ biển nghiêm trọng trên đảo Sulawesi. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia cho biết tổng cộng 266 người đã được sơ tán khỏi khu vực ven biển. Các nhà chức trách cũng đã thành lập một trung tâm cứu trợ, một bếp ăn công cộng và hai chốt để tạo điều kiện quản lý những người tị nạn. Hình ảnh độc đáo xe cứu hỏa chạy được trên cạn lẫn dưới nước, bơm gần 4.800 lít nước mỗi phút. Đó là chiếc xe Fire Rescue Water Car được thiết kế để chữa cháy cả trên đất liền và mặt nước. Hình dáng trông giống một chiếc xe Jeep được trang bị vòi phun có thể bơm gần 4.800 lít nước mỗi phút. Xe có thể chuyển từ trạng thái chạy trên đất liền sang lội nước trong chưa đầy 3 giây. Trên đường, Fire Rescue Water Car có tốc độ tối đa là 105 km/h và ở dưới nước có thể đạt tốc độ tối đa là 72.5 km/h. Giá của chiếc xe không được công bố, nhưng một chiếc xe lội nước không có vòi chữa cháy có giá khoảng 198.000 đô la Mỹ. Thông tin thời tiết hôm nay đáng chú ý với tình hình nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Ngày 18 tháng 6, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20 tháng 6. Từ ngày 21 tháng 6, nắng nóng có xu hướng giảm dần. Trong khi đó, ở khu vực Trung Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22-23 tháng 6. Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển. Ngày và đêm 18 tháng 6, ở Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió Nam đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghế massage cao cấp Daikyo San, báo hiếu là không chờ đợi.